Dạ, yeah. Hiếu Phan mến chào tất cả vị khán giả, chào mừng quý vị đến bản tin hôm nay trên kênh của Hiếu Thì nội dung thông tin hôm nay thì Hiếu xin chia sẻ xoay quanh câu chuyện của Thiền Nam Minh Vũ Trụ Cũng như là chúng ta phản biện lại cái ông luật sư Ông này đã từng bảo vệ mặt pháp lý cho ông thầy Thích Sân Si Cũng như là ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng bất chấp Và ông ấy cũng không hài lòng với cái mức án mà bà Nguyễn Phương Hằng À, đang bị à, kết thưa quý vị và ổng vẫn hàng ngày lên trên mạng YouTube để so sánh hai cái drama, drama của Thiền Am và drama của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong cái drama của Thiền Am á thì ông ấy sử dụng những cái câu từ mà Hiếu thấy á mà ông ấy sử dụng những cái câu từ này dùng cho người lớn tuổi như là thầy ông nội á, thì hiếu không thể nào mà chấp nhận được thưa quý vị khán giả còn đối với bà nguyễn phương hằng thì ông ấy á, rất là tôn trọng á, rất là tán dương bà nguyễn phương hằng và lúc nào cũng xưng là chị hằng rất là ngọt ngào thưa quý vị còn đối với vụ án của thiền am thì ông ấy lại nói là cái vụ của thầy ông cổ nội đó, tại vì khán giả nghe là cái ngôn từ của cái ông này sử dụng như vậy á đối với cụ Lê Tùng Vân, tức là thầy ông nội thì quý vị khán giả có bức xúc hay không ạ? À? Ông này là một luật sư đó, nhưng mà về cái vấn đề đạo đức á thì ông ấy đã bị tước bằng đó và không thể nào mà hành nghề trong vòng 2 năm, thưa quý vị khán giả. Đó, và cái, trong cái trường hợp của cô Bùi Ngọc Trâm, cô Trơn Ngọc Sưng thì bị khán giả cũng biết rồi Ông ấy cũng lên trên mạng rỉ rả vu khống bịa đặt bôi nhọ đến dân, danh dự nhân phẩm của cô Trâm Rất là nặng nề Nó cho rằng là cô Trâm có con gì đó vân vân các kiểu hết Trên bầu ngực có sữa dính ra ngoài áo rồi suy đoán suy luận để mà dẫn dắt khán giả thưa vị Thì à, làm cho những ai mà yêu thương thiền am á Rất là bức xúc đối với cái ông luật sư này Đó đã là một luật sư đó có trình độ văn hóa đúng không quý vị nhưng à, cái lương tâm của ông này cái đạo đức của ông này thì thật sự không thể nào mà chấp nhận được hay là ông ấy chỉ vì lương tháng chứ ông ấy không cần lương tâm ông ấy chỉ cần lương tháng của YouTube thưa quý vị miễn chia sẻ như thế nào đó có khán giả xem là ông có lương tháng của YouTube còn cái lương tâm của ông, thì ổng không bao giờ nhìn lại những cái sự việc mà ổng chia sẻ có đúng hay là sai nhưng mà khán giả hiện tại đây những người mà đi ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng đó thì cũng đã lên tiếng để mà uh, chấn chỉnh lại cái ông này đó và thậm chí là phản pháo lại cái ông này nữa thưa vị thì một chút xíu nữa Hiếu sẽ đọc những cái bài bình luận này cho vị khán giả nghe là những vị khán giả mà ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng á sẽ nói gì về ông này nhé còn trở lại với cái câu chuyện của Thiền Am thì quý vị khán giả à, gần đây á thì Hiếu thấy là quý vị khán giả ít có quan tâm và cũng ít có vào xem vào nghe cái tình hình của Thiền Am diễn biến hiện tại ra sao như thế nào thì quý vị khán giả à, không có muốn quan tâm nữa nhưng à, Hiếu chỉ nói như thế này đó cũng là một điều rất là buồn thưa quý vị Hiếu chỉ mong là quý vị khán giả cứ tiếp tục yêu thương Thiền Am và chúng ta vẫn tin tưởng Thiền Am tuyệt đối đó và chúng ta cũng chờ đợi ngày các thầy cô thụ án xong để về xung hợp với gia đình thì lúc đó chúng ta mới có những cái niềm vui mới và chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ và ủng hộ cho thiền am như ngày nào ạ à. tiếc hôm nay mà hiếu muốn chia sẻ đến cho tất cả vị khán giả được biết á đó là tình hình của các bé hiện tại thứ hai là phản biện lại cái ông luật sư của ông thầy thích sinh si ông luật sư ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng thì nói đến luật sư này thì quý vị khán giả cũng đã biết là ai rồi đúng không quý vị và cái thứ ba là quý vị khán giả cũng cho hiếu biết cái lý do vì sao mà khán giả hiện tại đây không muốn xem cái câu chuyện của Thiền Nam nữa thì trước khi vào nội dung thông tin chi tiết Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình trên kênh của Hiếu có ngày của tuần thật là nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc à thì trở lại với cái tình hình của các bé hiện tại đây thì vị khán giả cũng thấy một vài kênh YouTube mấy ngày vừa qua cũng đã vào Thiền Am để mà thăm các bé rồi cho quà, cho sữa, cho yến thèm nội vân vân thì cũng có chụp hình chung với các bé hay là chụp hình riêng cũng có rồi đăng ở trên tab cộng đồng thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái hình ảnh của các bé hiện tại đây bé nào cũng để tóc dài ở trên thưa vị thì tóc dài thì với thân hình gầy gò thì chúng ta nhìn rất là cảm động thưa vị, rất là thương đó, cho các bé hiện tại. nhìn các bé không có còn ngây thơ hồn nhiên như trước đây nữa, với cái vẻ mặt rất là lo sợ của các bé hiện tại. mỗi khi mà có người lạ vào, thưa vị, hoặc là có người nào đó vào Thiền Am, thì các bé vô cùng quan mang và lo sợ thưa vị. thì đó cũng là một cái hệ lụy từ những vụ trước đây đã từng xảy ra với Thiền Am. chẳng hạn như là vụ 50 tên côn đồ do ông Thắng cầm đầu nè. Rồi cái vụ ngày 24 tháng 9 năm 2022 thì cơ quan chức năng vào đây để mà lấy những cái dịch mũi, dịch miệng rồi mô tóc gì đó vân vân để mà đi xét nghiệm ADN hay là những cái vụ khác. rất là nhiều vụ đã xảy ra với Thiền Am cho nên là cái tâm lý của các bé hiện tại đây nó không có được ổn định mà các bé rất là hoang mang và lo sợ với cái vẻ mặt xanh xao, thân hình gầy gò, thưa quý vị khán giả, rồi thiếu thốn vật chất, rồi tinh thần đó đủ các kiểu hết, bởi vì các thầy mà trước đây dạy dỗ cho các bé đó, thì hiện tại đây cũng đã thù án hết trơn rồi thưa quý vị khán giả, cho nên là khi mà nhìn cái hình ảnh của các bé hiện tại, thật sự hiếu rất là đau lòng, không biết là quý vị khán giả sẽ nghĩ như thế nào. Thì vị khán giả cũng để lại bình luận góp ý và nhận xét ra thì thỉnh thoảng hiếu cũng có điện vào để mà hội thăm ở thiền am đó nhưng mà hiếu không có uh, chia sẻ những cái vấn đề mà tế nhị đó khi nào cần thiết á, thì hiếu sẽ chia sẻ thì vì khán giả cũng đừng có uh, lo lắng gì hết cứ an tâm đi các thầy cô uh, vẫn tiếp tục sống vẫn tiếp tục uh, tạo điều kiện cho các bé để mà ăn học thưa quý vị đó cũng là một cái điều mà chúng ta uh, cũng an tâm và cũng uh, rất là vui đó bởi vì các cô rất là mạnh mẽ và thầy ông nội cũng rất là mạnh mẽ thưa quý vị thì chúng ta cũng cầu chúc cho thầy ông nội có sức khỏe dồi dào đó lúc nào cũng uh, lạc quan để mà chờ cái ngày các thầy cô trở về sum họp với gia đình đó là cái điều mà chúng ta uh, mong muốn và chúng ta cầu chúc cho họ đúng không quý vị khán giả đó là trường hợp của các bé và trở lại với cái sự việc mà quý vị khán giả uh, không muốn xem cái uh, câu chuyện của Thiền Am, cái drama của Thiền Am giống như trước đây nữa, thì nó cũng có cái nguyên nhân và có cái, có cái lý do, thì cũng có vị khán giả cho rằng á, uh, mỗi lần mà nghe đến cái câu chuyện Thiền Am á, uh, thì thật sự rất là đau lòng và thương cho họ kêu quan hoài mà không có cơ quan chức năng nào uh, vào cuộc để mà xem xét lại những cái sự việc đã xảy ra với thiền am họ bị quan ức như thế nào đó rồi những người mà tấn công họ đó thì cơ quan chức năng không có xử lý thì thiền am là một cái nơi thấp cổ bé họng nghĩ lại rất là thương cho họ và có người thì cho rằng á, mỗi lần nghe đến thiền am cái câu chuyện này á thì phát sợ thưa quý vị Phát sợ bởi vì á, vị khán giả này cho rằng á, những kênh YouTube mà trước đây đã từng yêu thương và ủng hộ cho Thiền Am á, thì bây giờ không có còn tập trung để mà lôi ra những cái sự việc đã từng xảy ra với Thiền Am. Chẳng hạn như là cái vụ 50 tên côn đồ do ông Thắng cầm đầu xâm nhập gia cư bất hợp pháp là đã sai với quy định của pháp luật rồi gây mất an ninh trật tự nó cũng đã vi phạm pháp luật nè rồi cấp mất tài sản cũng vi phạm pháp luật rồi à, cái việc mà gây thương tích 13 cho thầy Lê Thanh Nghị Nguyên thì chỉ xử bà Châu Dịnh quá với à, cái mức án là tù treo thôi thì không thể nào mà chấp nhận được thì à, có rất nhiều quý vị khán giả cũng than phiền là tại sao những cái kênh youtube đó không đem ra những cái sự việc này để mà uh, kêu gọi các cấp cơ quan ban ngành cấp cao nhất của đất nước để cho họ xem xét lại và có cái hướng xử lý đối với những người cầm đầu trong những cái vụ việc này thưa quý vị rồi uh, cái vụ mà đưa đi cách ly bất hợp pháp đó lấy mẫu máu lén để mà xét nghiệm coi là có trùng huyết thống ADN ở đây hay không. Đó thì cũng làm cho quý vị khán giả yêu thương Thiền Am cũng rất là bức xúc mà tại sao những kênh YouTube đó không đem cái vụ việc này ra để mà chúng ta tiếp tục mổ xẻ phân tích xem là cái việc làm cái hành động đó của bên ngành y tế có đúng hay không trong cái thời điểm đó thưa quý vị rồi cái vụ bóng ma hồ phước lợi gài bẫy một trăm triệu đồng cuối cùng thì bên phía cơ quan chức năng họ cũng điều tra và cảm thấy là tiền a bị quan và trả uh cái tự do cho thầy Nhất Nguyên thưa quý vị bắt ngày trước ngày sau là trả tự do rồi và cuối cùng thì họ lại tiếp tục bắt thầy về cái tội danh 331 đó là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân bởi vì lên tiếng đòi Diễm My nè rồi một vài câu trong cái vụ 50 tên côn đồ nếu mà công an không xử lý thì công an bao che chống lưng cho cái vụ này cho cái ông trùm đó là ông Thắng thưa Vị thì bị kết vào cái tội danh 331 và cũng vì một cái câu nói ngu như bò đối với uh, ông Thích Sinh Si thì ông lại vác đơn kiện các thầy và cuối cùng 6 thành viên phải nhận bức án 23 năm 6 tháng tù thật là đau lòng thật là đau đớn nhưng ở đây cái điều mà khán giả không muốn xem cái câu chuyện của Thiền Am nữa là do những người mà yêu thương ủng hộ cho thiền am trước đây bây giờ họ lại công kích với nhau rồi bôi xới đời tư của nhau môi mốc những cái bí mật đời tư cá nhân rồi tiền bạc rồi chửi bới xúc phạm lẫn nhau không à chứ họ không có quan tâm những cái sự việc mà nó đã xảy ra với thiền am nữa cho nên là những cái chuyện mà thị phi rồi uh, ganh ghét rồi đấu đá rồi chửi bới xúc phạm lẫn nhau á thì khán giả nghe riết á thì khán giả cũng rất là tráng cho nên là nhắc đến những người mà chia sẻ yêu thương ủng hộ cho thiền am á thì khán giả không muốn vào xem nữa đó là cũng là một trong những lý do đó thưa vị cho nên là hiếu cũng rất cần là những ai mà đã từng yêu thương thiền am như trước đây á thì nên bỏ đi cái tôi của mình nó chính bỏ là mười mà chúng ta tập trung với nhau đoàn kết lại có cái tiếng nói chung để mà đem ra từng cái sự việc đã gây hại cho thiền am những nhân vật hãm hại thiền am hay là những cái nhân vật mà hàng ngày vẫn tiếp tục lên vu khống bịa đặt rồi xúc phạm bôi nhọ đến danh dự nhân phẩm của thầy ông nội nói riêng và của người thiền nam nói chung á thì chúng ta cần phải lo những nhân vật này ra để mà cho bên phía cơ quan chức năng xử lý biết đâu chừng một ngày nào đó các vị lãnh đạo cấp cao nhất của đất nước họ sẽ nghe chúng ta nói và họ sẽ có cái hướng xử lý những thành phần tổ chức cá nhân này đúng theo quy định của pháp luật thì sao đúng không ạ chúng ta có quyền hy vọng và chúng ta có quyền mơ ước và chúng ta đặt niềm tin thưa quý vị đó thì hiếu cầu mong là vì khán giả cùng với hiếu làm cái việc này đó chứ còn hiện tại khán giả chán những anh em youtube mà cứ tối ngày đấu đá với nhau rồi công kích rồi môi móc đời tư rồi hơn thua với nhau về cái vấn đề vật chất tiền bạc rồi lợi dụng thiền am để mà trục lợi vân vân nhưng mà cuối cùng tai tiếng thì thiền am chịu và à, ảnh hưởng đến cái uh, uy tín của quý vị khán giả là Mạnh Thường Quân ủng hộ cho Thiền Am ở đây nữa. Những người đó không phải là những người có đạo đức tốt thì quý vị khán giả cũng nên cân nhắc khi mà chúng ta ủng hộ cho Thiền Am là ủng hộ trực tiếp không có qua trung gian thưa vị. Để rồi đến bây giờ đây cái sự việc nó bùng nổ lên rồi cái bắt đầu là um, cơm không lành, canh không ngọt rồi bắt đầu tấn công lẫn nhau làm cho fan tiền am bây giờ tan gã hết rồi làm cho những anh em youtube bây giờ là không còn như xưa nữa thưa quý vị và cái điều đặc biệt đang nói đây là làm cho quý vị khán giả quan tâm và yêu thương đến drama của Thiền am cũng uh, từ từ là không còn mặn mà không còn tha thiết để mà nghe những cái sự việc mà nó có liên quan đến thiền am hay là những cái thông tin có liên quan đến thiền am nữa đó cũng là một cái vấn đề mà làm cho hiếu rất là buồn hiếu chỉ mong là quý vị khán giả hãy cùng với hiếu tiếp tục cái sự việc này là chúng ta có cái nhiệm vụ đem những cái thành phần tổ chức cá nhân từ trước đến giờ đã từng gây hại cho thiền am để mà cho bên phía cơ quan chức năng xử lý hay là trong cái trường hợp của diễm my thì chúng ta cũng cần phải lên tiếng để cho bên phía cơ quan chức năng truy tìm đưa diễm my ra ánh sáng và diễm my là cái nhân vật chính sẽ uh, có cái tiếng nói của mình để mà trình bày hết mọi cái sự việc minh quan cho thiền a bên bộ trụ và đòi lại cái công bằng cho người Thiền Am và các thầy cô sẽ được trả tự do và các thầy cô vẫn sẽ được mọi người yêu thương như trước đây cũng như là các bé vẫn sẽ được mọi người yêu thương và các bé vẫn tiếp tục có những cái hành trình có những cái tiết mục để mà cho chúng ta giải trí thư vị đó cũng là những gì mà Hiếu rất mong mỏi từ việc khán giả quý vị đừng có bỏ Thiền Am. Cũng như là đừng có bỏ những anh em youtube nào thật lòng yêu thương thiền am, thật lòng đem đến những cái thông tin có giá trị cho quý vị khán giả biết được cái tình hình như thế nào ở thiền am hiện tại. Đó là những gì mà Hiếu rất mong mỏi. À, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đồng hành cùng với Hiếu. Xin cảm ơn à và đến với cái phần cuối cùng là chúng ta cùng phản biện đối với cái ông luật sư mà ủng hộ cho bà nguyễn phương hằng bất chấp ông luật sư này cũng là một trong những ông luật sư đã từng bào chữa về mặt pháp lý cho ông thầy thích sinh si ông luật sư du thưa quý vị đó không cần phải là nói đúng tên ông để làm gì đó, thì hiếu nói như vậy thì quý vị khán giả cũng đã biết luật sư nào rồi đúng không ạ à? thì ngày hôm qua hôm kia một cái video ổng đăng ngụy và một cái video uh, like trực tiếp Thì ổng uh, có uh, nói về hai cái drama Cái drama mà ổng theo đuổi đó là ổng ủng hộ uh, là drama của bà Nguyễn Phương Hằng, Rồi cái drama mà ổng phản biện, ổng là ở bên phía đó lập Thì ổng uh, lại có những cái ngôn từ không thể nào chấp nhận được thưa vị khán giả Ổng cho rằng uh, giữa hai cái drama này có một cái tính chất rất là giống nhau Đó là những người mà lên ủng hộ binh vực á Là họ chỉ lợi dụng uh, danh tiếng của cái drama Để mà trục lợi từ mạnh thường quân thôi thưa quý vị khán giả Chứ cuối cùng thì cũng không có binh vực gì uh, uh, Đối với uh, cái nơi đó hết Hay là cái người đó hết Thì ông nói cái này cũng đúng thưa quý vị khán giả Cũng có rất là nhiều người nhưng mà chúng ta không có gom đũa cả nắm ở đây trong cái câu chuyện thiền am thì cũng có trong cái drama câu chuyện của bà nguyễn quân hằng thì cũng có thưa quý vị chứ không phải là không có chúng ta thấy rất là rõ ràng đó. vì danh lợi vì tiền bạc đó vì cái cá nhân thôi nhưng mà họ bất chấp lợi dụng cái drama để mà trục lợi từ mạnh thường quân thì ở đây thì cái ông này nói rất là đúng rồi cái tan rã hết đó rồi ông ấy nói á ông không có theo phe phái nào hết thưa vị bây giờ ông lật lộng rồi chở bánh tráng ghê lắm cái ông luật sư này nè cái đạo đức của ông không có nhưng mà cái bằng cấp thì cũng bị giam luôn thưa vị hiếu rất là bức xúc ở chỗ mà ông dùng cái câu từ mà để mà so sánh hai cái vụ này và một bên á là bà nguyễn phương hằng á thì ông ủng hộ bất chấp ổng kêu lúc nào cũng là chị hằng rất là ngọt ngào nhưng mà trở qua với cái câu chuyện của thiền am thì ổng cho rằng là cái vụ thiền am là cái vụ của thầy ông cố nội đó quý vị nghe có được thôi hay không ạ à? đối với hằng thì xin chị em rất là ngọt ngào nhưng mà khi đối với cụ lê tùng vân thầy ông nội á một người chín mươi mấy tuổi rồi nhưng mà ổng xưng hô là thầy ông cố nội thưa quý vị thầy ông cố nội là thầy như thế nào thì hiếu cũng không biết nữa rất mong là vị khán giả để lại bình luận góp ý cũng như là phản biện lại đối với cái ông luật sư này chứ hiếu thì hiếu bó tay với cái trình độ của ông này rồi thưa vị khán giả cho nên là ông mới bị giam bằng đó thưa vị rồi cái đạo đức của ông á thì xuống cấp rất là trầm trọng luôn không thể nào mà chấp nhận được đối với một người xưng danh là luật sư như là cái ông luật sư này và một cái nữa là cái lương tâm của ổng không biết là có cắn rứt mỗi khi đêm về ổng ngủ hay không với một cái người già như thầy ông nội mà xưng hô thậm chí là muốn kêu thầy bằng thằng nữa thưa vị đó có lúc thì ổng ngọng mà ổng lẹo 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 á ổng kêu là thầy ông cố nội có lúc thì hiếu thấy là ổng muốn kêu bằng thằng luôn đó, thưa vị khán giả không thể nào mà chấp nhận được với ông này luôn ông này chỉ biết là lương tháng của youtube thôi Chứ còn lương tâm thì Hiếu thấy là ông này không còn không có cái lương tâm ở đây Thì vị khán giả cũng nhận xét và phản biện ông này nhé Còn trở lại với khán giả mà ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng á Thì cũng lên án cái ông luật sư này Thì cũng có những lời lẽ để mà trách móc đối với cái ông luật sư này Họ cũng không có muốn ủng hộ ông này nữa đó mà khán giả này là khán giả trung thành của bà hằng luôn mà trước đây thì cũng rất là trung thành với cái ông luật sư này thưa quý vị thì uh, trong một cái buổi live stream gần nhất ngày hôm qua hiếu vào xem để xem là ông nói như thế nào ông cho rằng là từ đây tới cuối năm thì cũng sẽ có cái phiên tòa phúc thẩm diễn ra đó xét xử trong cái vụ của bà nguyễn phương hằng thì khán giả rất là bức xúc bởi vì ông này nói lúc nào cũng suy đoán trước không à nhưng mà chưa có cái gì mà ông suy đoán là đúng hết trơn thưa quý vị cho nên là khán giả rất là bức xúc cho rằng là ông này đang ma mị đang dẫn dắt dư luận thưa quý vị thì ở đây có ba cái bình luận hiếu chích ra để đọc cho quý vị khán giả nghe như thế này à, ông này quay xe mấy clip rồi cũng lợi dụng tên tuổi chị hằng mà thôi rất xạo láo chờ 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 xỏ mũi fan kiếm tiền bất chấp thấy chưa quý vị khán giả nghe là uh, khán giả ở trong cái uh, drama của bà Hằng ủng hộ cho bà Hằng á còn chửi ông nữa thưa quý vị nói là ông này là dốc láo xạo rồi uh, lúc nào cũng sỏ mũi fan để mà kiếm tiền bất chấp ở đây hết chứ còn những cái gì mà ông chia sẻ là hoàn toàn không có đúng sự thật toàn là suy diễn rồi nằm mơ giống y như là bà Nguyễn Phương Hằng vậy đó thưa quý vị khán giả rồi cầm đèn chạy trước ô tô luôn rồi phán người này phán người kia thì đó vân vân các kiểu hết còn à, khán giả khác thì nói trước tôi vẫn nghĩ luật sư này ok nhưng đến video này thì tôi hiểu rồi nói quỷ mị dẫn dắt không rõ ràng đó bình luận nào á khán giả cũng cho rằng là cái ông luật sư này dẫn dắt hết rồi ma mị hết đó không có cái nào đúng cái nào ở đây hết trơn thưa quý vị trước đây á, thì khán giả này à, cũng cho rằng là luật sư này nói cái gì cũng đúng hết nhưng mà khi mà họ hiểu ra đó là ông này toàn là nói xạo nói dốc nói láo để mà dẫn dắt dư luận không à thưa quý vị khán giả còn bình luận khác thì nói à, minh hạnh lê minh hạnh lê là cái bài bình luận hiếu mới vừa đọc á minh hạnh lê bạn nói rất chính xác ông ta kiến thức quá kém dự đoán sai hết vụ chị hằng cứ bắt chúng ta chờ đợi hoài đó thương là thương cho khán giả thưa vị bởi vì họ bị dẫn dắt bị ma mị bởi vì cái ông luật sư này không biết là trình độ ổng có cao hay không nhưng mà về cái cách mà nói chuyện của ổng á rồi lập luận dẫn dắt dư luận á chỉ có vài ba câu từ thôi mà ổng cứ lập đi lập lại lập đi lập lại tám ờ, chín phút là xong một cái video clip thưa vị thì ở đây vị khán giả này cũng nói á luật sư này á nói thì không có bằng chứng gì hết mà dẫn dắt dư luận rồi bắt dư luận á bắt fan của bà hằng đó là cứ chờ đợi hoài đó, rồi còn nói là cái kiến thức của ông này là kém cỏi ở đây nữa thưa quý vị thì từ từ khán giả cũng đã à, nhận ra được là cái ông này à, trình độ chắc không có cao ở đây đâu thưa quý vị cho nên là cái đạo đức kém nè, rồi văn hóa kém nữa thì lên chia sẻ dẫn dắt dư luận như thế thì làm sao mà người ta chấp nhận được đúng không quý vị? Tối ngày lên ma mị rồi chờ lương tháng của YouTube chứ mọi cái sự việc mà ông ấy chia sẻ đó y chang như bà hằng vậy nằm mơ suy si diễn rồi kêu khán giả là phải chờ đợi rồi mới ngày hôm qua có một cái buổi livestream thì ông ấy cũng kêu khán giả chờ đợi là từ đây tới uh, cuối năm đó tới tết sẽ có một cái phiên tòa phúc thẩm diễn ra để mà xét xử trong cái vụ của bà nguyễn phương hằng quý vị khán giả rồi ma mị uh, khán giả rất là bất chấp ở đây đúng không à thì cái ông này là một trong những nhân vật À, trước đây cũng đã từng đến Thiền Am để mà xin thầy ông nội cho được bào chữa trong cái vụ à, của Thiền Am bị 50 tên côn đồ xâm nhập dân cư bất hợp pháp gây mất cấp tài sản gây thương tích 13% cho thầy Lê Thanh Nhị Nguyên đó nhưng mà thầy ông nội đã nhìn nhận ra được cái con người của ông luật sư này và thầy ông nội không có chấp nhận và cũng không có đồng ý cho ông này là bảo vệ mà khóc lý cho Thiền Am cho nên là cái ông này rất là thù Thiền Am thưa vị đó, mỗi câu từ mà ông dùng ra hiện tại đây á, đối với thầy ông nội á, thì lúc nào cũng ừ, xưng hô rất là ghê thú vị hẹn như là thầy ông cố nội rồi thằng ông cố nội gì đó rất là tục tiểu rất là phản cảm không thể nào mà chấp nhận đối với cái ông luật sư này được thì quý vị khán giả nhận định như thế nào về nhân vật này quý vị cũng để lại bình luận góp ý và nhận xét nhé xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ à phần cuối trong cái video này thì Hiếu cũng xin gửi đến tất cả quý vị khán giả à, sản phẩm của Hiếu đó là tôm một nắng, tôm hai nắng gồm có tôm sú, tôm thẻ thiên nhiên à, tươi gói bắt lên lột vỏ và làm ngay cho nên là tôm rất là tươi thưa quý vị khán giả thịt thì dẻo không có khô cứng khi ăn thì quý vị khán giả chỉ cần nướng sơ 3 phút hoặc là chiên sơ chấm với tương ớt hoặc là quý vị có thể chế biến nhanh với sốt me nè sốt mắm đường, sốt bơ vân vân chế biến đơn giản đảm bảo với vị khán giả là cực kỳ ngon luôn, cực kỳ xuất sắc luôn à, mặt hàng này thì quý vị khán giả có thể mua về cho gia đình thưởng thức hay là làm quà biếu trong những dịp lễ Tết cũng rất là tuyệt vời, thưa quý vị khán giả rất mong là quý vị khán giả ủng hộ cho cái sản phẩm này của Hiếu à thì Hiếu cũng xin để điện thoại ở trên video clip, quý vị có thể liên hệ và kết bạn với Hiếu qua Zalo hoặc là gọi trực tiếp bằng cái số điện thoại này và Hiếu sẽ báo giá cho quý vị khán giả được biết đó thì quý vị khán giả uh, ủng hộ cho Hiếu nhé Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều à đó cũng là nội dung thông tin hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả quý vị khán giả được biết trong video này thì quý vị khán giả cũng để lại ý kiến góp ý và bình luận nhận xét, tiện tay bấm một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho Hiếu ạ. À. Thì xin cảm ơn rất là nhiều. Và cuối video, Hiếu mến chúc tất cả quý vị khán giả thân thương trên kênh của Hiếu luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo.